nó là mới lấy vợ cậu khó khăn đúng không? Đây vào đi mà săn xe bỉm sữa quần áo trẻ em thế này. Mà này, chả hiểu người ta bán 1k thì lời lãi ở đâu rồi nào? Lời lãi à? Ừ. Ok, vừa rồi là câu chuyện của công ty Cường, và để giải đáp cho chị đồng nghiệp thì xin khẳng định với các bạn là các shop họ bán vẫn có lãi. Thứ nhất, đây có thể là chương trình do sàn thương mại điện tử họ chủ động đưa ra bằng cách sẽ trợ giá cho các nhà bán hàng, tạo thiện cảm với khách hàng và tăng độ phủ của sàn thương mại điện tử, thay đổi hành vi mua sắm, khiến khách hàng quen với việc mua sắm online thay vì việc mua sắm truyền thống. Thứ hai, cũng có thể do chính shop đưa ra, khách hàng thường được tặng những mã free ship cho đơn hàng từ 50.000 đồng. Khi mua các sản phẩm 1K thì sẽ không được free ship, mà khách hàng thường sẽ vào trong gian hàng của shop để lựa chọn thêm ít nhất 1 đến 2 sản phẩm. Sản phẩm bán kèm thường là những sản phẩm có lãi tốt, tính trên tổng đơn hàng thì shop vẫn có lãi mặc dù sản phẩm 1K có thể lỗ. Với những bạn bán hàng ở trên sàn thương mại điện tử, hoàn toàn có thể áp dụng chiến lược sử dụng sản phẩm 1K để làm sản phẩm dẫn, từ đó thu hút khách hàng đến với gian hàng của các bạn, tăng doanh số từ những sản phẩm bán kèm. Hoàng Mạnh Cường, marketing thực chiến.